giới thiệu về giao diện web dành cho người dùng là bác sĩ để khám bệnh cho bệnh nhân, hoặc là cho những người bệnh nhân có thể tự đăng ký tạo những cái hồ sơ bệnh nhân để sử dụng hệ thống để có thể là tư vấn sức khỏe, tìm kiếm về bệnh hay là tra cứu về bài thuốc. Thì chúng ta sẽ vào địa chỉ là khám và chữa bệnh.com. Thì hệ thống sẽ show ra cái trang login, thì chúng ta có thể đăng nhập với vai trò là bệnh nhân hay là bác sĩ. Bệnh nhân tức là chúng ta có thể là, nếu mà chưa có tài khoản, có thể là tạo mới các hồ sơ bệnh nhân, thì chúng ta có thể tự tạo hồ sơ bệnh nhân mà tự quản lý cái thông tin của mình ở bên trong. Chúng ta mà login với vai trò là bác sĩ thì là chúng ta có thể để khám bệnh cho bệnh nhân, thì chúng ta đăng nhập với một tài khoản có sẵn ở đây là admin 3, khẩu là 1 2 3 4 5 6. Khi mà đăng nhập vào thì sẽ có một cái giao diện là giới thiệu về cái ứng dụng BK Health này, giới thiệu về cái ứng dụng mà dành cho cái luận văn này. Thì cái trang này là đang được đồ họa thiết kế, cho nên là tạm thời nhìn nó chưa hoàn thiện. Đây là chỉ là một cái trang thông tin thôi, gồm có một số cái ảnh, một cái thứ giới thiệu. Phần trên là phần banner và cái thanh menu chức năng đây. Phần dưới là phần về phần bottom tầm này, thì có các thông tin như bệnh phổ biến hay là bài thuốc phổ biến. Bệnh phổ biến là những cái bệnh mà thường gặp, tức là những cái bệnh nhân hay bị, những cái bệnh mà hay bị nhất. Bài thuốc phổ biến cũng như vậy, nó là những cái bài thuốc mà được các bác sĩ sử dụng nhiều nhất để chữa bệnh cho bệnh nhân. Thì phần trên thanh menu này thì gồm có các chức năng là giới thiệu về VK Health này, trang đây, hoặc là chúng ta có thể khám bệnh này, tra cứu bệnh này, tra cứu bài thuốc này, hoặc là chúng ta đăng nhập vào thì sẽ có các phần như là thông tin bác sĩ, rồi phần bệnh quan tâm, đây là bài thuốc quan tâm, tức là những cái bài thuốc mà hay là những cái bệnh mà được bác sĩ đánh dấu để có thể là quan tâm để xem sau hơn, là để xem xét kỹ hơn. Phần quan trọng nhất đó là cái phần mà đó là phần khám bệnh. Phần khám bệnh mà chúng ta vào phần khám bệnh thì nó sẽ show lên một cái pop-up để cho bác sĩ có thể nhập cái thông tin của bệnh nhân. Như là thông tin của bệnh nhân là Nguyễn Văn A, giới tính là nam, ngày sinh là ngày 6 5 8 8, và địa chỉ là Hà Nội chẳng hạn. Thì phần thông tin bệnh nhân nó sẽ xuất hiện dưới này. Và trong cái phần giao diện của cái phần khám bệnh này thì sẽ có phần như là chọn triệu chứng này. Bước thứ nhất là người dùng có thể chọn triệu chứng. Chọn triệu chứng thì là sẽ chọn theo cái body map này, cái bộ phận ở đây. Đấy, chọn những bộ phận nào thì sẽ loát ra cái triệu bộ phận này rất là tiện, để từng bộ phận, từng đầu ngực ngực thì sẽ có những triệu chứng nào để cho dễ dàng chọn ở đây. Chọn khi mà chọn thì đang có thể loại bỏ những cái triệu chứng đã chọn như thế này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là tìm kiếm này, hay là theo một cái chọn các triệu chứng theo một cái thể loại ở đây, thể loại khác ở dưới này thì nó cũng sẽ loát lên đây. Ví dụ hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm, chẳng hạn như tìm kiếm là chúng là sổ mũi đi, hay là sốt đi, hay là ho, ở đây là dễ dàng tìm kiếm từ đầu họng này, hay là ho này. Đấy, thì phần thứ nhất là phần chọn triệu chứng, phần thứ hai là list các triệu chứng đã chọn mà bệnh nhân mô tả. Và phần tiếp theo của thứ ba là những cái thông tin khác của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh di truyền hay là bệnh tiền sử, rồi bệnh mãn tính đang bị, hay là những cái bài thuốc dị ứng mà người bệnh nhân có thể mắc phải. Hay là những cái thông tin này thì bệnh
tiền sử như tôi bị tiền sử bệnh viêm gan B chẳng hạn, tìm đi thì tên là viêm gan B ở đây, nếu tìm như vậy thì nó sẽ xuất hiện bên này. Nó bệnh di truyền thì và chúng ta cũng có thể thêm mới ở đây, tìm kiếm ở đây chọn bệnh nào đó chẳng hạn đấy, hay là bệnh mãn tính hay là bài thuốc dị ứng chúng ta cũng có thể tìm. Nếu mà chúng ta trước đây mà bệnh nhân đã dùng cái bài thuốc nào mà có thể bị dị ứng thì cũng có thể nói cái thông tin này ra này để trong cái phần mà tìm bài thuốc chữa bệnh sẽ liên quan đến. Và như vậy là sau khi mà chọn các triệu chứng ở đây, chọn các thông tin khác ở bên này thì bác sĩ sẽ sau khi ok xong thì sẽ có một chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán bệnh thì trong quá trình trình mà tính toán suy diễn rồi matching các triệu chứng của bệnh nhân với cơ sở trí thức ở bên cơ sở trí thức hệ thống thì sẽ tìm ra danh sách các bệnh mà liên quan nhiều nhất, và sau đó thì là sẽ hỏi đáp với bệnh nhân một số những cái triệu chứng mà một số cái triệu chứng của bệnh nhân có thể là một số triệu chứng chính mà bệnh nhân chưa nhắc tới, để cũng có thể là họ chưa liệt kê hết thì họ có thể chắc chắn chọn lựa lại đây là những cái triệu chứng chính của các bệnh mà được liên quan nhiều nhất sẽ biết ở đây. Và chúng ta có thể chọn thêm là nhức mỏi cơ chẳng hạn. Đấy, sau khi mà hỏi đáp với bệnh nhân ở cái bước này xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thì hệ thống sẽ đưa ra một cái trang gọi là kết quả những cái bệnh mà chẩn đoán ở bên này thì ở đây là với và cùng với là cái mức độ mà tin cậy đi kèm từ những cái triệu chứng của bệnh nhân là sốt, sổ mũi, đau họng, ho, nhức mỏi cơ ở đây này, thì với bệnh cảm cúm thì với mức độ tin cậy sẽ là 80%. Đây là những cái thông tin chi tiết của cái bệnh đó thôi, tại vì đây là dữ liệu trong cái hệ thống hiện tại là dữ liệu chưa không phải là dữ liệu chính thức, cho nên là nó vẫn là dạng sơ sài chút ở đây. Và những bệnh viêm họng ở đây chẳng hạn thì là mức độ chỉ có 42% bị thôi, và như cảm cúm ở đây. Thế là phần cột bên này để chúng ta nhìn rõ hơn về các thông tin về về bệnh nhân. Và bước tiếp theo mà sau khi ra được cái chẩn đoán bệnh như 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 vậy thì là chúng ta cứ tìm bài thuốc chữa bệnh. Bác sĩ sẽ tìm bài thuốc chẳng hạn ở đây. Đấy, tìm bài thuốc thì sẽ có là hai cái phần, bài thuốc chuyên gia và bài thuốc tham khảo. Bài thuốc chuyên gia là bài thuốc mà do các chuyên gia nhập vào cơ sở tri thức. Còn cái bài thuốc tham khảo là những cái bài thuốc mà do hệ thống tự động lưu lại trong quá trình mà các bác sĩ A khám bệnh cho các bệnh nhân, sau đó dùng bài thuốc nào đó để cho bệnh nhân nào với các triệu chứng tương ứng ở bên này thì sẽ được từ hệ thống tự động lưu lại để làm những cái thông tin tham khảo cho những cái bác sĩ khác. Đó, như vậy thì hệ thống sẽ là vừa học được và tự động là sẽ lưu trữ được cái cơ sở tri thức mới từ từ trong cái quá trình vận hành và sử dụng của các bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Bài thuốc chuyên gia ở đây trên này. Đấy, thì có bài thuốc là húng chanh chữa cảm cúm và tỏi chữa cảm cúm ở đây, thì chúng ta cũng thấy là có cái mức độ phù hợp đi kèm, mức độ phù hợp trong cái bài thuốc chuyên gia thì nó sẽ có đi kèm cái thông tin là số lần sử dụng ở đây chính là gì, là những cái bài thuốc chuyên gia được các bác sĩ sử dụng để tinh chỉnh và làm cái mà dùng làm bài thuốc chữa trị cho các đơn thuốc cho các bệnh nhân. Và dưới đây là các bài thuốc tham khảo. Bài thuốc tham khảo nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Đấy, nhiều thông tin hơn như là triệu chứng của bệnh nhân này là gì và bác sĩ này đã khám cho bệnh nhân này. Đấy, và các thành phần của bài thuốc này sau khi đã được tinh chỉnh mô tả bài thuốc và hướng dẫn sử dụng bài thuốc đã được sửa lại. Đó thì cái việc mà cụ thể bài thuốc tinh chỉnh như sau, thì chúng ta chọn bài thuốc chuyên gia này chẳng hạn với cái độ tin cậy cao hơn như này thì là húng chanh chữa cảm cúm, thì cái bước tiếp theo là đây là cái thông tin bài thuốc chuyên gia đưa ra, thì nó dựa vào những cái triệu chứng cụ thể của cái bệnh nhân Nguyễn Văn A này là bao nhiêu, thì bác sĩ khám bệnh là sẽ đi cái bước tinh chỉnh
chỉnh là có thể là đây là triệu chứng ở đây, có thể thêm bớt thành phần gì gì đó ở đây, hay là có thể thêm một cái thành phần ví dụ như là lá cây bỏng đi 10 gram. Tôi thấy cái bệnh nhân này có thêm những cái triệu chứng này, tôi muốn thêm những cái thành phần này thêm vào, hay là bệnh nhân này với cái triệu chứng này nó nhẹ một chút, tôi có thể giảm cái lưu lượng lá ông chanh này xuống còn 10 gram thôi, chứ không phải như bài thuốc chuyên gia ban đầu. Và hướng dẫn sử dụng ở đây thì cũng sẽ có sửa thêm, tức là do là tôi thêm một số cái thành phần mới rồi nhiều lượng thay đổi, thì có thể là thêm một cái số chú ý ghi chú ở dưới này, nó được tinh chỉnh từ cái bài thuốc chuyên gia ở trong hệ thống. Và sau khi hoàn thành tinh chỉnh xong, hoàn thành thì đây đấy, bài thuốc này là mô tả đã được tinh chỉnh xong này, thông tin bệnh nhân thì rõ ràng ở trên này, rồi triệu chứng của bệnh nhân thì đây và bệnh chẩn đoán ở đây, thì bài thuốc điều trị đây chính là bài thuốc điều trị ở đây. Đấy, lá cây bỏng vậy là thêm lá cây bỏng 10 gram này, lá ông chanh chỉ còn 10 gram thôi. Và chính cái bài thuốc, những cái bài thuốc và đơn thuốc này đã được bác sĩ tinh chỉnh sẽ được lưu tự động vào hệ thống để làm các bài thuốc tham khảo trong cái để dành cho các bác sĩ khác, với những cái bệnh nhân mà cũng sẽ bị những cái bệnh mà có dùng đến những cái bài thuốc như thế này. Và chúng ta có thể in bài thuốc ở đây hoặc là không phải là xóa đi. Và những cái bài thuốc mà tham khảo như thế này thì sẽ là cái thông tin rất hữu ích trong quá trình sử dụng, nó sẽ thuật toán và tìm bài thuốc chữa bệnh sẽ khớp với những cái bài thuốc mà có những cái triệu chứng mà gần nhất, và sẽ tính toán điểm của matching suy diễn để ra được những cái dãy thuốc danh sách bài thuốc tham khảo ở đây. Và số lượng bài thuốc tham khảo và số lượng bài thuốc chuyên gia mà sâu ra ở đây thì sẽ được cấu hình bởi vì là số lượng bài thuốc mong muốn nhận được ở trong hệ thống, như cái phần mà trong phần quản trị đã giới thiệu. Như vậy là chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái quá trình khám bệnh ở đây. Đầu tiên là sau lên để nhập thông tin bệnh nhân, rồi chọn triệu chứng ở bên này. Xong khi có triệu chứng đã chọn, hoặc là có thể nhập thêm những thông tin nào đó, rồi chẩn đoán bệnh, sau đó thì sẽ là ra một danh sách bệnh chẩn đoán cùng với mức độ tin cậy, rồi sau đó thì ta phải tìm bài thuốc chữa bệnh thì sẽ có bài thuốc chuyên gia hoặc là bài thuốc tham khảo do những cái bác sĩ khác đã kê đơn trong cái quá trình khám bệnh để làm thông tin tham khảo. Đấy, và sau đó thì có thông tin về bài thuốc rồi, đến cái bước là tùy theo cái thông tin triệu chứng của mỗi bệnh nhân cụ thể mà bác sĩ có thể tinh chỉnh nhiều lượng hợp lý nhất với từng bệnh nhân. Đấy, như vậy xong cái chức năng khám bệnh ở đây. Khám bệnh thì gồm có là chẩn đoán bệnh, tìm bài thuốc chữa bệnh, là quá trình như vậy, và tra cứu bệnh ở bên này. Tra cứu bệnh thì chúng ta có thể bên này là danh sách thể loại bệnh ở cột bên trái này, đây hô hấp mình có những bệnh nào, chúng ta có thể tìm kiếm ở đây, tìm kiếm ở trên này à, đây không có à. Đó, sẽ ra một số bệnh này, xem chi tiết ở đây, có thể xem chi tiết thông tin bệnh, chúng ta có thể đánh dấu bệnh quan tâm. Đấy, bài thuốc này đã được thêm vào danh sách bệnh quan tâm, đồng ý. Là có thể bỏ quan tâm thì chúng ta sẽ bỏ ở đây. Ở đây chúng ta quan tâm đến bài thuốc này. Đấy, đây là phần tra cứu bệnh. Đây là bệnh gặp cúm nhé. Và đến tra cứu bài thuốc. Tra cứu bài thuốc thì cũng tương tự thôi. Thì cũng có thể loại bài thuốc ở bên phía bên menu bên trái này. Ở dưới là danh sách, cũng có tìm kiếm, xem chi tiết ở đây. Xem chi tiết thì chúng ta cũng có thể là đánh dấu lên bài thuốc quan tâm. Ok, đấy. Thì như vậy là chúng ta xong cái chức năng là tra cứu bệnh, tra cứu bài thuốc. Ở đây giao diện thì nhìn nó vẫn hơi xấu một chút, tại vì chưa được upline cái thiết kế đẹp, cho nên là nhìn dữ liệu thì cũng chưa phải là dữ liệu chính thức được xin từ chuyên gia của viện y học cổ truyền, nên nhìn nó vẫn dữ liệu thì demo nhỏ nhỏ thôi. Và như vậy là bây giờ chúng ta thì vào những phần bệnh quan tâm ở đây. Đấy. Bệnh quan tâm thì à, bài thuốc quan tâm đây chính là cái bài thuốc mà lúc nãy chúng ta đánh dấu, thì sẽ có bài thuốc ở đây, và sang bệnh quan tâm thì chính là cái bệnh cảm cúm ở đây. Đấy.
gút là gió, trước cả đã được thành gió. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần giới thiệu về cái hệ thống, về phần ứng dụng web để cho người dùng, về cái vai trò là bác sĩ dùng để khám bệnh này, để có thể là tra cứu bệnh, tra cứu bài thuốc, rồi đánh dấu bệnh quan tâm, đánh dấu bài thuốc quan tâm. Đó là những chức năng cơ bản của cái hệ tư vấn sức khỏe học cổ truyền mà Luận Văn sẽ thực hiện. Quan trọng nhất là những chức năng khám bệnh ở đây.